Được chưa? Xin chào các anh chị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập môn quản trị vận hành. Thời lượng của chúng ta là 5 tiết trong cái phần này. Nội dung của chúng ta ôn tập đó thì chúng ta sẽ có cái tài liệu chính là cuốn quản trị vận hành do trường đại học mở biên soạn, và cái tập bài tập gửi kèm cho các anh chị là cái tập bài tập của môn quản trị vận hành. Chúng ta sẽ lần lượt ôn tập qua các cái bài sau. Bài thứ nhất là tổng quan về quản lý sản xuất và điều hành. Trong này đó thì chúng ta tập trung nhiều vào trong cái phần lý thuyết. Và trong cái tập tài liệu đó, các anh chị cũng sẽ thấy rằng đó, sau mỗi cái chương, mỗi cái bài như vậy đó, thì chúng ta có một số các cái câu trắc nghiệm và câu trả lời để các anh chị làm quen với lại cái hình thức kiểm tra ở đây đó, là cái hình thức kiểm tra theo cái dạng là trắc nghiệm. Như vậy bài 1 á, thì chúng ta sẽ tập trung nhiều vào trong cái phần lý thuyết. Bài thứ 2, thiết kế quy trình và công nghệ, thì trong bài này chúng ta sẽ tập trung vào trong cái bài toán phân tích điểm hòa vốn. Trong bài này đó thì chúng ta tập trung vào trong cái phần gọi là lựa chọn công nghệ. Chúng ta nên lựa chọn công nghệ nào theo cái quy trình nào, hoặc là chúng ta nên tự sản xuất hay là chúng ta thầu thuê bên ngoài. Bài thứ ba thì chúng ta đi vào cái phần là bố trí mặt bằng. Phần này thì chúng ta tập trung nhiều vào trong cái phần lý thuyết. Có những cái nguyên tắc nào trong cái việc bố trí mặt bằng, và cái lợi ích của cái việc bố trí mặt bằng là gì? Bài thứ tư thì chúng ta đi vào trong cái phần gọi là công suất và hoạch định tổng hợp. Thì trong cái bài này chúng ta tập trung vào trong cái bài toán vận tải, đó là bài 1 về hoạch định tổng hợp. Bài 1 này đó nó nằm trong cái tập bài tập mà chúng ta sẽ cùng nhau giải cái bài này. Bài thứ năm và quản lý tồn kho, thì trong bài này đó chúng ta tập trung vào hai cái mô hình chính của cái môn học, đó là cái mô hình EOQ, đó là bài 1 là quản lý về tồn kho, các cái thông số trong quản lý tồn kho mà chúng ta cần phải nắm, đó là lượng đặt hàng kinh tế, quy sao, chu kỳ đặt hàng, điểm tái đặt hàng R, tổng chi phí tại cái lượng đặt hàng kinh tế là TC sao, và tổng chi phí tồn kho khác với lại tổng chi phí hàng tồn kho ở những điểm nào. Phần 5.2 thì chúng ta sẽ tập trung vào trong cái mô hình EOQ giảm giá. Khi mà mua hàng với số lượng lớn thì chúng ta được cái nhà cung cấp đưa ra những cái mức giá khác nhau để mà khuyến khích chúng ta mua hàng. Vì vậy thì chúng ta sẽ đặt hàng với lại cái lượng hàng là bao nhiêu. Bài số 6 thì chúng ta tập trung vào phần là hoạch định nhu cầu vật tư hay là MARP, tức là cái hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu. Chúng ta đi theo về cái sản xuất theo just-in-time và sản xuất tinh gọn. Trong này thì chúng ta có những cái bài tập và trong tập bài tập để mà minh họa cho những cái về cái lý thuyết này, và cái phương thức, cái cách để mà chúng ta tính toán, thì nó có là hoạch định nhu cầu vật tư bài số 6, đặt hàng theo lô theo EOQ bài số 1, rồi lý thuyết về sản xuất theo just in time và sản xuất tinh gọn bài số 7, thì chúng ta đi vào trong cái điều độ sản xuất. Khi mà chúng ta đã có về cái hoạch định tổng hợp rồi và chúng ta có vật tư rồi, thì bây giờ chúng ta mới đi vào trong cái phân bổ vật tư cũng như con người trên những cái dây chuyền, trên cái máy móc thiết bị nào. Chúng ta tập trung vào trong hai cái mô hình toán thường sử dụng nhiều nhất, là cái mô hình thứ nhất á, là xếp cái thứ tự gia công trên một máy. Nó gọi là theo cái phương pháp gọi là cái công việc nào đến trước thực hiện trước, công việc nào đến sau thực hiện sau, thì gọi là FCFS,
hay là first come first serve. Phương pháp thứ hai thì chúng ta dựa vào là cái thời gian mà gia công ngắn nhất, shortest processing time hay là SPT. Và phương pháp thứ ba thì chúng ta dựa vào cái thời gian giao hàng sớm nhất, gọi là EDD hay là early due date. Chúng ta sẽ cùng nhau giải những cái câu trắc nghiệm ở trong sách, trong tập trung trong cái chương này. Rồi chúng ta xếp cái phương pháp tiếp theo là xếp thứ tự gia công trên hai mái, và chúng ta sử dụng là phương pháp Bellman-Jensen. Chúng ta cũng giải cái câu trắc nghiệm trong này để chúng ta biết là khi mà thực hiện bố trí trên hai mái thì chúng ta sẽ đi theo cái trật tự nào, cái trình tự nào.